Rồi sáng nay Trình giao lưu với mọi người một cái cây mai bonsai mini. Cây này hiện tại là nó cao 40 lem. Tán rộng của nó là 60, tán ngang ạ. Hình thân của nó là Trình đo được ngay chỗ vòng eo này này là 12 nha. Cây này là Trình từ cây giáng long mà Trình cắt xuống, Trình gom xuống cho mini á mọi người. Này, cái vết cắt này không? Bây giờ nó đổ nó liền xẹo hết rồi, nó liền vết cắt rồi này, không? Đó. Nó phình ngay chỗ đây này, nó tạo độ nu của nó này, nó kéo liền da liền xẹo rồi. Coi nó gom lại hoàn chỉnh, ngọn là đỡ phần đanh này nha. Xí nữa Trình sẽ cắt ngay chỗ đoạn này cho nó gút cây lại luôn. Đó. Cái này nó có một cái bộ cuồng thoát thân từ gốc đó đi lên, nó rất là hay. Đó. Đây cái mặt hoa nó vẫn còn nha mọi người, Trình đỡ cây rin chơi nha. Nói chung hoa này hoa giáo nó đẹp. Ừ. Gần tàn rồi mọi người thấy không? Cánh hoa nó cũng vẫn còn là giữ được màu sắc nó tươi. Mặc dù nó không còn được mịn màng nữa, như lúc nó mới chớm nở nữa. Mà cánh nó dày, dòng mà giao cánh nhung nha mọi người. Này, lấy gai này không? Giao rất là đẹp. Ừ. Hoa này hoa gần tàn rồi nha mọi người. Những bông hoa cuối cùng trên cây này, này à. Chỗ chi một này, Trình có đỡ cái cành, nó có một vài cành rơi nha. Vài cành rơi xuống. Chung là uống hoàn toàn là bằng ghim tre hết. Ghim tre dây lạc chứ không có quấn dây nhôm. Đó. Nên cây nó không có sẹo. Mấy cành này không có sẹo, không có vết lành của cái dây. Cái này thì mình đỡ bộ tàng như thế này mình chơi game là ok rồi nha mọi người. Cây nó rất là khéo cây. Nè, thân nó lắc lượn lên trên này không? Nó sáng lại này. Để Trình bấm chỗ này cho mọi người thấy này. Thì chỗ này nó là cái, những cái tược mầm nó dư á. Mình bấm lại, bấm cho mọi người thấy cái thoát thân của nó. Đó, thoát thân của nó này không. Ngọn bấm này luôn. Đấy. Bấm bớt cho nó thanh thoát cái cây. Chơi bộ cái tàng dâm. Sau này hoa nó mình nhìn thấy nó kín tàng là nó ấm lại. Những cái đoạn chi chỗ ngã ba này mình bấm cho nó gút lại. Sau này nó ra mọc ra hai ba tược nữa. Rồi, nói chung là dòng cái rin này Trình báo giá luôn là giá là 1,4 triệu Trình mà bao ship luôn nha. Bao ship nguyên cái chậu luôn á. Chậu nó có hoa văn như thế này nè. Cái mini thì mình rất ít khi mà mình tháo bầu ra đó mà mình ship lắm. Bởi vì coi nó thuần chậu rồi cho nên là mình cứ đợi dài mình ship luôn luôn. Mọi người chịu khó là trả tiền cao một tí à. Thì Trình cũng trả lại tiền cước cho người ta thôi, chứ cũng không có cái gì. 1,4 triệu là Trình bao ship nguyên cả cây cả chậu nha mọi người. À, vẫn đỡ như thế này luôn. Bao ship chứ không có tháo bầu ra nha. Cây nó rất là già cây rồi, gốc đớ này mọi người nhìn cái nước da nó là biết rồi. Cây cực kỳ già luôn. Nó có một cái đường thoát thân sáng lượng không? Nhìn nó rất là quái cây này. Vết cắt thì nó cũng đã gom lại hết rồi. Cho nên là mọi người nhìn cái cây này. Cái chậu này lọt lòng là tầm chưa tới 30. Chưa tới 30 à, nên cây nó gom lại nó rất là đẹp. Hoa giáo đẹp nữa, cây rin nữa nha mọi người. Nên sức sống của cây nó rất là mạnh. Mọi người nhìn cái lọc nó bắn ra này không?
mới tới tới giờ mà nó bán ra đồ là già hết luôn à, gần như gần già luôn này không. Rồi ai có thích cái này liên hệ trận đã sở hữu nha. Rồi xin chào, cảm ơn mọi người xem hết video ha.